bản tin dự báo thời tiết, cập nhật thông tin thời tiết nhanh chóng và chính xác nhất, cung cấp tình hình thời tiết 24 giờ theo khu vực và các tỉnh thành trên cả nước, cập nhật các diễn biến thiên tai, bão, lũ lụt, hạn hán giúp người dân chủ động phòng tránh, mang đến những thông tin hữu ích phục vụ đời sống của người dân trên biển đảo và đất liền. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin dự báo thời tiết phát sóng vào 12 giờ 20 hàng ngày trên VTV1. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.